Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì ngày hôm nay miền Trung là nắng đẹp trở lại mọi người. Miền Nam cũng là nắng đẹp, chỉ có miền Bắc là có mưa nhẹ và thời tiết coi như là hơi giảm một xíu thôi, tức là không được đẹp lắm. Đó là cũng là câu chuyện giá heo của chúng ta trong ngày hôm nay. Tức là ngày hôm qua mọi người, do em bận cho nên là không làm video được. Và tình hình thì miền Trung, miền Nam cũng tiếp tục tăng lên cho kịp với giá heo miền Bắc. Còn hiện tại thì miền Bắc mặc dù một số công ty giảm nhẹ nhưng chợ đã bán khá là tốt. Trong ngày hôm qua giá heo đào đã được 60 và 61 nghìn đồng một ký rồi, tức là chạy tại chợ Ngọc Lũ Hà Nam. Thì ở đây chúng ta thấy như vậy thì mặc dù giá công ty tức người ta lên cao quá, người ta bắt buộc phải giảm nhẹ để phù hợp với thị trường thôi mọi người. Còn hiện tại heo trong dân, tức là thị trường tự do của chúng ta vẫn đang tiếp tục có chiều hướng tăng lên. Như vậy thì hiện tại từ nay đến cuối năm khả năng giá heo của chúng ta sẽ không xuống mọi người, tức là sẽ đi ngang hoặc là tiến lên. Đó là một lời em cũng trở lại một lần nữa là chúc mừng mọi người, tất cả anh em chúng ta đang còn heo trong chuồng, chúng ta có hy vọng cho cái từ nay đến Tết sẽ sáng sủa hơn. Tuy nhiên thì một lần nữa thì em cũng xin nhắc nhở mọi người, đây là tại miền Bắc, khí hậu thời tiết thay đổi, kể cả miền Trung mưa nhiều hơn nắng, cho nên đây là một loại thời tiết để dễ phát bệnh, nhất là dịch tả châu Phi và cái việc lở mồm long móng. Và ngày hôm qua thì em cũng có nhận được cái tin điện thoại của một anh hỏi về cái vấn đề vaccine dịch tả châu Phi nó như thế nào rồi, tức là có nên tiêm hay không. Ở đây em cũng chưa trả lời được mọi người, bởi vì thực tế thì chúng ta vẫn chưa nắm được cái thông tin chính xác về cái hiệu quả của vaccine dịch tả châu Phi. Đây là cái việc làm rất là quan ngành của Việt Nam chúng ta, tức là sau khi chúng ta thông báo là chúng ta đã làm ra vaccine, gọi là cái việc khó, chúng ta làm được cái việc khó của trăm năm của thế giới. Tuy nhiên thì chúng ta biết rồi, Việt Nam chúng ta có một câu rất là hay là tiếng thơm sẽ đồng xa. Cho nên là nếu mà nó thực sự, em nói nghe mọi người, thực sự nó kết quả tốt thì chúng ta không cần quảng cáo, không cần phải nói gì cả, không cần phải đưa ra thông cái gọi là cái bộ luật này bộ luật kia. Thủ tướng phải quan tâm là phải người dân phải chích vaccine, vì ảnh hưởng đến kinh tế mà chúng ta giải quyết được vấn đề của dịch tả châu Phi thì em nghĩ là mọi người sẽ tự tìm tới, có đắt cũng phải mua, cũng phải xài trong khi chúng ta bị dịch. Nhưng hiện tại có hai đầu Nam Bắc, chúng ta thấy cái bệnh dịch vẫn còn rất là nhiều. Thì hiện tại miền Bắc của chúng ta đang đổ ra hai cái vấn đề, một có là tả châu Phi, hai là cái lở mồm long móng. Cho nên bà con của chúng ta hãy cố gắng nhớ về cái an toàn sinh học một lần nữa. Chúng ta quan tâm về giá, chúng ta thấy cái vấn đề giá cả nó liên tục đi lên, chúng ta vui quá, chúng ta quên rằng cái việc dịch tả bệnh tật nó vẫn còn nằm đâu đó, nó còn xung quanh chúng ta rất là nhiều. Nên chúng ta hãy nhớ là an toàn sinh học. Cái việc này thật sự là em cũng rất là mong cái vaccine dịch tả châu Phi nó có cái hiệu quả thực sự để cho người dân chúng ta an tâm hơn, chúng ta có thể gọi là sống được với ngành này. Tuy nhiên cái đó nó cũng còn tương đối xa vời. Và trong video ngày hôm nay thì ngoài cái việc chúng ta thông báo về cái giá heo hơi trong ngày hôm nay thì em cũng chia sẻ thêm mọi người về cái vấn đề chúng ta phân biệt làm sao giữa hai cái bệnh Meiko và cái bệnh Glaser, để cho mọi người nắm rõ hơn. Vì hai cái bệnh này nó có hai cái cách đánh thuốc khác nhau, tức là giữa một dòng kiềm khuẩn và một dòng diệt khuẩn, cho nên chúng ta phải tìm hiểu kỹ hơn một xíu. Và đầu tiên quay trở lại với là cái tình hình giá heo hơi trong ngày hôm nay. Thì trong cái động thái mới nhất, một số hiệp hội chăn nuôi của Việt Nam vừa có đơn kiến nghị gửi lên Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn về việc tiếp tục kiểm soát tình trạng nhập lậu heo qua các cửa khẩu biên giới nhằm hỗ trợ giá heo nội địa. Đây thực sự là cái điều mà chúng ta đang mong chờ trong thời gian này mọi người. Như chúng ta đã biết thì hiện tại giá heo cam đang tương đối rất là rẻ so với giá Việt Nam chúng ta. Chênh lệch hơn 10.000 một ký heo hơi. Cho nên là các thương lái họ liên tục tìm cách đưa heo cam về Việt Nam chúng ta tiêu thụ. Và hiện tại thì heo cam vẫn về trên dưới 2.000 con trên ngày qua các cửa khẩu Đông và Tây Nam Bộ. Ngoài heo cam thì heo Thái cũng đang tính đường về Việt Nam, do heo Thái đang có giá khá thấp quanh mức 40.000 đồng một ký. Như vậy thì chúng ta thấy ngoài vấn đề dịch bệnh thì vấn đề heo cam nhập lậu vào Việt Nam chúng ta cũng một vấn đề hết sức nhức nhối, nó làm cho cái giá heo chúng ta không lên được hoặc là đi xuống và khả năng lây truyền dịch bệnh càng cao hơn. Trong khi đó trong nước chúng ta chưa kiểm soát về vấn đề dịch bệnh mà còn tiếp tục theo heo cam nữa hoặc heo Thái về,
thì em nghĩ khả năng là chúng ta dập dịch rất là khó khăn. Thị trường heo hơi khu vực miền Bắc ngày hôm qua là có xu hướng giảm nhẹ, hôm nay thì đi ngang và đang phổ biến ở mức là 56 cho đến 57.500 đồng một ký đối với heo công ty. Mức 58.000 đồng một ký vẫn còn, nhưng tương đối thì khó bán. Thương nhân cho biết do nguồn cung heo từ miền Trung và miền Nam ra Bắc giảm mạnh, cộng thêm heo gọt chưa ra hãng, nên giao dịch theo dân ngày hôm nay có phần sôi động hơn. Tuy nhiên do thời tiết giữa mùa khiến cho heo bị dịch tả châu Phi kèm với lông móng, cho nên là hai ngày gần đây, heo đưa về bán tại các lò chủ yếu là biểu từ 70 đến 90 ký trên con, còn heo khỏe tương đối ít. Hiện tại ở miền Bắc, khu vực nuôi gọt vẫn chưa tấp vào nuôi lại bởi vì giá heo vẫn đang duy trì ở mức cao, cùng các áp lực bán dự kiến tăng lên vào 2 tuần tới để giảm tồn kho dịp Tết. Như vậy thì với cái thông tin này thì chúng ta cũng hiểu rằng trong tuần tới thì khả năng giá heo chúng ta sẽ đi ngang chứ cũng khó đi lên. Hiện tại thì chúng ta thấy giá heo vẫn đang khá là tốt ở trong dân bởi vì tâm lý người dân chúng ta cũng đang đợi thêm, tức là đợi giá tăng thêm chứ không muốn bán trong cái thời điểm này. Cho nên làm heo tương đối khang và giá được đẩy lên. Tại chợ Ngọc Lũ thì lượng heo về chợ ngày hôm nay đạt khoảng 2.700 con, do chủ yếu là heo dân quanh chợ bán ra và heo từ khu vực miền Trung đưa về, với giá lên xe là khoảng 55 cho đến 56.000 đồng một ký. Giao dịch tại chợ thì chợ bán khá tốt với giá heo đào là 61.000 đồng một ký, phổ biến là 55 cho đến 56.000 đồng một ký, hàng chân bị tồn lại tương đối ít. Như vậy thì chúng ta thấy hiện tại chợ Ngọc Lũ tăng lên khá nhanh. Khi ngày hôm trước thì chúng ta thấy chỉ khoảng 58-59.000 đồng, thì ngày hôm nay thì chúng ta thấy heo đào đã được lên 61.000 đồng một ký. Đây là cái hiện tượng tương đối là cũng vui, bởi vì chợ bán tốt thì heo dân của chúng ta cũng sẽ khá lên. Và trong video trước cách đây một ngày, chúng ta có thông tin từ anh Gấu Bắc Cực, anh báo Tiên Quang đang có giá 54, anh Lương Ngọc Thắng báo Bắc Giang có giá là 55, chị Hạnh Trần báo Vĩnh Phúc heo áp siêu được 55, anh Hưng Nguyễn 98 báo Phú Thọ ở Yên Lập bán được heo đẹp 55, anh Căng 54 heo 6, anh Văn Dương báo là Bắc Giới đầu to của Phì tranh nhau giá 54 năm, tức là heo to. Chị Phương Nguyễn báo Văn Giang là 55. Văn Giang là em cũng tương đối là không biết là ở tỉnh nào chính xác nữa. Thì đây là một số thông tin từ anh em cánh miền Bắc cho chúng ta hay về cái giá heo tại địa phương của chúng ta. Thì anh em nào đang ở khu vực nào thì chúng ta lắng nghe và chúng ta có thể tham khảo cái giá này. Cụ thể thì giá heo công ty CP tại khu vực miền Bắc ngày hôm nay ngày 20 tháng 1 năm 2024 đang giao dịch ở mức giá là 57 cho đến 62.000 đồng một ký. Giá này không thay đổi so với ngày hôm qua, còn heo dân tại Thái Bình đang giao dịch ở mức giá là 54 đến 55.000 đồng một ký. Ở Bắc Giang cũng đang giao dịch ở mức giá là 54 cho đến 55.000 đồng một ký, còn Hà Nội thì khá hơn một xíu, đang giao dịch ở mức giá là 54 cho đến 56.000 đồng một ký. Giá này cũng tương tự không thay đổi so với ngày hôm qua. Đến với thị trường heo hơi tại khu vực miền Trung thì thị trường heo hơi tại khu vực này đang hưởng lợi từ việc heo miền Bắc tăng lên và kể cả heo miền Nam tăng lên cũng khá nhanh. Cho nên ở đây mặc dù là heo ra Bắc tương đối ít nhưng hiện tại thì thương lái cũng rất là dễ. Nói chung là họ có khả năng tiêu thụ tốt khi đưa vào khu vực miền Nam. Chỉ trở ngại một xíu là heo cơm đang về khá là nhanh, cho nên là giá heo cũng trên đà tăng nhưng không nhiều. Tại khu vực miền Trung mình tương đối là heo dân dễ bán hơn. Trong video trước thì chúng ta có thông tin từ anh Phi Hồ báo Đắk Lắk cân 57. Tuy nhiên thì cái giá này chúng ta cũng phải cần xác thực lại bởi vì em thấy nó tương đối cao. Còn anh Cao Sang báo Tây Sơn Bình Định bán được giá 54. Chị Lệ Hồng báo An Khê Gia Lai bán được giá 54. Chị Thủy Phạm báo Phú Yên thì hôm qua giá 55, tức là ngày hôm kia. Thì hiện tại nếu mà theo những thông tin này chúng ta thấy thì hầu hết cánh khu vực miền Trung và Tây Nguyên chúng ta giá heo cũng tương đối tốt. Hiện tại ở Quảng Ngãi và Bình Định thì em có thông tin là giá heo năm sau đã căng được giá mức 55 đến 56. Tại miền Nam thì do heo cơm về cho nên trên dưới 2.000 con trên ngày qua các cửa khẩu Đông và Tây Nam Bộ, cho nên là thương lái giảm bán heo nội địa và chuyển sang bán heo cơm với giá là từ 53 cho đến 55.000 đồng một ký tùy theo phẩm cấp, làm chững đà tăng giá heo tại khu vực này. Thông tin tại chợ đầu mối Tân Xuân cho biết thêm thì rằng sáng nay lượng heo nhập lò đạt 5.900 con,
nhập chợ khoảng 5.700 con, trong đó theo nhỏ hôm nay về giảm mạnh tầm 500-600 con. Giao dịch tại chợ thì dù lượng heo về ít hơn hôm qua trên 600 con, nhưng do heo nhỏ cũng ít nên lượng thịt bán ra tăng, nên giao dịch tại chợ ngày hôm nay cũng không có nhiều biến động. Chợ đầu phiên lịch trình ở mức 62-64.000 đồng một ký tùy theo loại heo. Cuối phiên rất nhẹ xuống mức 57-58.000 đồng một ký trở lên, kéo giá bình quân giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Và trong video trước chúng ta có thông tin từ anh Phúc Vũ báo Đồng Nai giá 55 cho heo biểu 110 kg, Nga Vũ báo Bà Rịa Vũng Tàu lấy gọi 53 nhưng mà heo tương đối khang, Tâm Quỳnh báo Bến Tre giá 52, anh Văn Tâm báo Trà Vinh 49-50, anh Vinh Trà có lẽ là Trà Vinh báo cũng 49, chị Kiều Vi báo Vĩnh Long giá 50, anh Tùng Lương báo Mỏ Cày Nam Bến Tre giá 53, anh Mạnh Lê báo Hậu Giang giá 55, anh Quỳnh Nghiệp báo Hậu Giang lấy đặt cọc 54-55 rồi nhé. Như vậy thì chúng ta thấy giá cũng tương đồng lẫn nhau, và như hiện tại trên kênh thì chúng ta thấy tương đối là giá ổn định và tốt trong những ngày này. Tuy nhiên cũng còn một số anh chị báo giá tương đối thấp như ở Trà Vinh thì có 49-50. Em cũng rất mong thì trong một vài ngày tới, nếu chúng ta hạn chế được heo cơm thì khả năng heo miền Nam chúng ta cũng tăng lên tương đương với heo miền Bắc. Còn giá heo công ty tại khu vực miền Đông và miền Tây đang giao dịch ở mức giá là 57.000 đồng một ký, tương đương với ngày hôm qua. Còn heo dân tại Đồng Nai đang bán ra ở mức giá là 56-57.000 đồng một ký. Giá này em thấy tương đối là cao hơn cái giá mà anh chị bán báo trên kênh. Còn Tiền Giang và Bến Tre thì đang giao dịch ở mức giá là 51-54.000 đồng một ký. Như vậy chúng ta thấy khu vực miền Tây giá heo cũng tương đối cao, tức là trên 50.000 đồng một ký. Nhưng một số anh chị báo là dưới 50.000 đồng thì em cũng không biết là heo của mình có phải là heo ba máu hay không. Và đây cũng là tất cả những thông tin về thị trường heo hơi trong ngày hôm nay em gửi đến tất cả mọi người. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái video em chia sẻ thêm về cái vấn đề mà chúng ta phân biệt bệnh Mayco và bệnh Glasser. Và khi nói đến vấn đề mà phân biệt giữa hai cái bệnh này, tức là Mayco và Glasser, thì có lẽ một số anh em sẽ nói là cái việc này nó không quan trọng, bởi vì hai cái bệnh này tương đối rất là khác nhau. Biểu hiện thì cũng chúng ta thấy cũng tương tương giống nhau, là ví dụ như là thở bụng, thở ngồi, xù xì của bên Glasser ấy, và Glasser thường có sốc cao, nhưng Mayco thì ít sốc hơn, nhưng hiện tượng thở ngồi nhiều hơn, giật bụng cũng tương đối nhiều. Tuy nhiên ở đây Mayco nó có 3 tiếp gây bệnh mọi người, tức là ba kiểu bệnh. Loại thứ nhất là gây cho heo chúng ta là ho khan, ho to, ho rõ, ho kiểu cúc kêu, đấy, thở ngừ như thế này, bởi vì hiện tượng khó thở và gây ho rất là nhiều. Nhưng cái loại thứ hai thì là một loại là viêm khớp què, làm cho heo của chúng ta bị què dạng như liệt hai chân sau mọi người, và có sưng khớp lên. Đây, nói tới đây thì chúng ta thấy nó giống như cái bệnh Glasser. Và một dạng thứ ba là nó sẽ gây viêm đa mạc, viêm xoang, những cái xoang và cái màng trong bụng và sân ngực và màng bụng, kiểu có khả năng là có thể là tới cái màng tim. Đây là cái hiện tượng mũ khám giống như cái bệnh của Glasser, nhưng đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phân biệt, và nó rất là quan trọng. Em nghĩ là phân biệt hai cái này nó rất là quan trọng, bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta bị Mayco thì hầu hết là cái kháng sinh điều trị của mọi người là nó nghiêng về các vấn đề, nghiêng về cái kháng sinh kiềm khuẩn, như đây là Flodoxy, Tylosin, Tialamulin, đó là những cái dòng chúng ta hay gặp, hoặc là có khả năng là như là Timicosin, đấy là những cái dòng mà gọi là kiềm khuẩn. Còn cái Glasser thì chúng ta bắt buộc phải đi cái dòng diệt khuẩn, và dòng diệt khuẩn ở đây á là như Amox, Sicilin là chủ đạo, rồi Penicillin, đấy là những cái dòng mà chúng ta hiểu về cái dòng diệt khuẩn, hoặc là Ceftiofur nằm trong cái nhóm beta-lactam. Đấy, đấy là những hai cái vấn đề này nó quan trọng, bởi vì chúng ta phân biệt được bệnh thì chúng ta đánh bệnh mới chính xác, còn không thì chúng ta để kéo dài bệnh, và đôi khi thì nếu mà nó chúng ta có thể gọi là tiền mất tật mang nữa, bởi vì đánh kháng sinh dài ngày, heo không lớn, gân thận hư mà bệnh lại không bớt. Đó, cho nên là chúng ta ngày hôm nay chúng ta giải quyết vấn đề này. Thì ở đây chúng ta thấy á, khi
về cái bệnh tích bên ngoài thì chúng ta rất là khó phân biệt, nhưng hầu hết chúng ta mọi bệnh đều phải mổ khám, bởi vì bệnh nó sẽ nằm trên phổi nè, nằm trên màng tim, màng bụng, đường ruột, bao tử, gan, thận, lá đách, vân vân. Đấy là cái vấn đề nó hơi khó với là những nông hộ chăn nuôi số lượng ít của chúng ta. Cho nên là ở đây chúng em thì cũng mong mọi người, dù chết nếu một con hai con thì không sao, nhưng chết ba con bốn con trở lên gọi là tỷ lệ phần trăm cao ấy, thì bắt buộc mọi người phải mổ khám, chụp lại những cái hiện tượng của phổi này, chúng ta rửa sạch đi, chúng ta chụp lại rồi những cái hiện tượng của gan, lá lách, vì đây cũng là những cái vị trí mà nó biểu hiện bệnh rất mà như những cái bệnh nguy hiểm như là dịch tả châu Phi ấy, dịch tả cổ điển rồi đấy, nó cũng nằm hết trên cái bộ phận này. Cho nên chúng ta bắt buộc mổ khám và chúng ta xem, và em cũng sẽ đưa lên màn hình mọi người thấy. Khi nói về ho thì chúng ta dự đoán thôi, ví dụ như ho khan, ho to, ho rõ, ho cúc kêu, ho vang thì chúng ta nghi về cái hướng là meco. Nhưng mà đôi lúc những cái đốm nhỏ nó không ho to mọi người, nó cũng ho sặc, nó cũng tương tự giống như Glaser, hoặc là chúng ta thấy nó viêm khớp. Khi mổ khám chúng ta thấy nó viêm khớp á, viêm khớp á thì chúng ta phân biệt giữa hai viêm khớp của meco và Glaser là thường meco nó sẽ không đau, tức là cái cục của nó chai, nó bóp vào nó không đau, heo nó không kêu la. Nhưng Glaser thì nó sẽ nám đau, heo sẽ kêu la, tức là đau. Và trong cái dịch khớp của Glaser ấy, thì nó sẽ là vạt, nhầy mà vàng, còn của meco là nó trắng trong. Đấy là cái mà chúng ta cần phân biệt. Còn vấn đề thứ hai, khi mổ khám trên phổi thì tất nhiên là meco ấy, thì nó sẽ có cái hiện tượng là viêm nhục quá cái lá phổi, nhục quá tức là nó quá thịt, quá gan á mọi người. Chúng ta thấy màu như màu thịt hoặc là màu gan, hai bên lá phổi đấu súng với nhau, thường là bệnh tích nó gây nên đấu súng với nhau. Cho nên là cái vấn đề này khi con heo bị meco á thì nó không, nếu mà không sốt cao thì nó rất không chắc ít mọi người, nhưng mà nó sẽ chậm lớn, bởi vì thổi phổi hô hấp kém thì tất cả các cơ quan của nó cũng sẽ kém đi, nó gây cho heo chúng ta lông xù xì, bạc da. Đấy, nó giống như kiểu meco vậy, nhưng mà heo con nhỏ giống như Glaser, heo con nhỏ như thế này tầm tuổi mà chúng ta thấy nó hay ghép bệnh đấy. Và một cái quan trọng mà Glaser khi mổ ra thì chúng ta thấy nó viêm, nó tạo fibrin, tức là mủ mọi người, mủ trên cái màng bụng này, cái son ngực này, rất nhiều ở son ngực. Và khi cái dòng meco mà chúng ta nói mọi người, nó cũng có hiện tượng như vậy, nhưng mà thường thì meco nó sẽ mỏng hơn, tức là cái mũ nó tạo mỏng hơn và cái màu nó không, nó trắng hơn đấy. Nhưng mà màu thì chúng ta rất khó phân biệt, nhưng ở đây chúng ta phải có phân biệt là cái meco là nó mỏng hơn, còn cái của Glaser thì nó dài và có thể là dính vào cái xương, tức là son ngực đấy, nó tạo cái màn mũ rất là dài và nó có thể dính vào son ngực. Ở đây nó khác qua ABB nha mọi người, ABB là nó sẽ tạo áp xe dính phổi vào xương, cái còn ở đây là nó chỉ tạo một cái màn dính thôi. Cho nên nhiều lúc chúng ta không chú ý kỹ, chúng ta không rành thì chúng ta lại đi cái hướng ngược lại, là chúng ta nói là cái bệnh meco, cái bệnh tích ấy, nó sẽ giống nó chúng ta nhầm lẫn với Glaser, và đôi khi chúng ta dùng cái dòng dược khuẩn thì nó không tiêu diệt hết được cái bệnh này. Và đây cũng chính là cái mà em có thể nhắc lại cái bài mà đánh Glaser của chị Hồng chỉ cho đấy. Lúc trước thì em cũng nhiều lúc chúng ta không tìm hiểu hết, thì đôi khi đây có thể mà đánh Glaser mà dùng Flodoxy vài ngày mọi người, và kể cả là chúng ta cộng với Desa, thì đôi khi em nghĩ đây không phải là bài đánh Glaser mà cái bài đánh meco. Nhưng mà đôi khi bác sĩ họ biết nhưng họ không nói cho chúng ta biết, người ta chỉ điều trị thôi. Cho nên là chúng ta cứ tưởng là trị Glaser và chúng ta dùng Flodoxy. Tất nhiên nếu chúng ta đã dùng diệt khuẩn rồi, sau này chúng ta dùng lại Flodoxy rất là tốt cho những cái kể cả là meco hay Glaser. Tức là sau khi này chúng ta sẽ tạo được cái vấn đề đánh cái kiềm khuẩn cho cái đường phổi. Cho nên ở đây một lần nữa thì em cũng rất mong qua video ngắn này chúng ta sẽ nhận biết được, nhận dạng được hai cái bệnh này để chúng ta có cái hướng điều trị tích cực hơn. Một lần nữa thì em cũng rất là mong mọi người, chúng ta sẽ tạo cho nhau cái động lực chăn nuôi, sẽ tạo cho nhau cái niềm tin, và nhắc về cái bệnh tật trên heo thì chúng ta cũng từ từ giải quyết.